Lào Cai ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại, đảm bảo kết nối vùng với cả nước và quốc tế. Nhiều giải pháp để Lào Cai giảm gần 10.000 hộ nghèo trong năm 2022. Điệu múa xanh tiền người Mông đã và đang được gìn giữ phát huy thông qua các đội văn nghệ thôn bản. Số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Trung Quốc giảm mạnh với khoảng 15.000 ca. Xin kính chào quý vị và các bạn. Những nội dung chính vừa rồi đã mở đầu chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 03 ngày 17 tháng 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo khách quan, trung thực, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích. Theo chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương, doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường chỉ đạo về công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, chủ động tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt, trong đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phổ biến tuyên truyền điển hình tiên tiến cần đảm bảo khách quan, trung thực, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương, doanh nghiệp cần tăng cường phát hiện để khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Năm 2023, thị xã Sapa phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 570,3 tỷ đồng trở lên. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thị xã chỉ đạo yêu cầu ngành chức năng triển khai nghiêm túc kế hoạch chống thất thu ngân sách, trong đó tập trung vào các giải pháp quản lý thuế đối với một số nguồn thu lớn tại địa phương như du lịch, lữ hành, lưu trú, du lịch, dịch vụ, cho thuê tài sản, kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với cơ quan chuyên môn, các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Hiện 95% diện tích đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính. 112 xã đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đưa lên hệ thống vận hành thông tin đất đai, kết nối liên thông với dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và phần mềm quản lý thuế, đạt 74% mục tiêu. Cơ quan chuyên môn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý đất đai, xây dựng, nhất là tại các địa bàn nằm trong vùng quy hoạch, giao trách nhiệm cho chính quyền cấp xã trong việc quản lý, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đối với những khu vực đã có quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng giao thông là một trong những rào cản lớn nhất để Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối vùng theo nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Xác định rõ điểm yếu này, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại, đảm bảo kết nối giữa các tỉnh trong vùng, giữa vùng với cả nước và quốc tế. Bảo Yên, huyện cửa ngõ của Lào Cai có vị trí quan trọng trong liên kết vùng. Bởi vậy, nhiệm kỳ này, địa phương chọn phát triển hạ tầng là lĩnh vực đột phá. Riêng năm 2022, huyện dành gần 1.000 tỷ đồng đầu tư các tuyến đường nội thị. 270 km đường nông thôn cũng được làm mới và nâng cấp. Trong giai đoạn này, chúng tôi tập trung cho cái việc vừa quy hoạch để phát triển trung tâm các xã để có một cái diện mạo mới trong cái việc chỉ đạo chung gắn với cái xây dựng nông thôn mới và trở thành các cái điểm sáng trong cái việc thực hiện quy hoạch và sắp xếp dân cư. Cùng với sự chủ động của các địa phương, Lào Cai cũng đã ưu tiên dành nguồn lực sửa chữa, mở rộng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt, tạo thuận lợi cho các hoạt động giao thương, kinh tế. Tỉnh chủ động đề xuất Trung ương ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư cho các dự án ngoài ngân sách, phân cấp phân quyền cho địa phương trong đầu tư, quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Triển khai một cái số dự án có tính đột phá, ví dụ như sân bay, cảng hàng không Sapa. Sau khi đây là một cái dự án mang tính liên kết vùng, không những là trong nước và tiến tới sẽ là
cảng hàng không quốc tế để mà lưu thông liên kết các địa phương, các nước với tỉnh Lào Cai để làm cơ sở đòn bẩy đảo Lào Cai cất cánh. Với mục tiêu đưa Lào Cai trở thành trung tâm kết nối của vùng và cả nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối là một trong những lĩnh vực đột phá. Trong điều kiện nguồn lực còn khó khăn, tỉnh đẩy mạnh quy hoạch, khai thác các nguồn lực từ xã hội. Lào Cai cần tập trung có được bộ quy hoạch, trong đó đặc biệt chú ý về giao thông, bao gồm cả hệ thống trục, hệ thống kết nối vùng và các hệ thống giao thông xương cá để nó tạo ra những cái yêu cầu cho vấn đề thu hút đầu tư cũng như là kêu gọi vốn đầu tư của Trung ương. Từ những cái hệ thống quy hoạch như vậy, chúng ta sẽ xây dựng những cái dự án đề nghị Trung ương hỗ trợ trong vấn đề về đầu tư tập trung để xây dựng những cái cơ sở hạ tầng cứng lớn, trục quan trọng và đồng thời là tăng cường các cái chính sách ưu đãi để mà khuyến khích đầu tư xã hội. Thời gian tới khi cảng hàng không Sapa được đầu tư, Lào Cai sẽ hội tụ đầy đủ 4 loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường hàng không. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khẳng định vị thế trục động lực trong tăng trưởng ở khu vực miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc năm 2022, toàn tỉnh giảm được gần 10.000 hộ nghèo. Một trong những giải pháp hiệu quả được các ngành địa phương của tỉnh tập trung đó là giúp dân nghèo, người lao động, người yếu thế được giới thiệu việc làm, tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi để từ đó sản xuất kinh doanh, nỗ lực vượt khó để vươn lên. Thịt lợn có hơn 30 kg, gà cũng đầy chuồng, các loại bánh cũng được làm nhiều hơn mọi năm. Niềm vui đón Tết càng lớn hơn khi năm 2022 vừa qua, gia đình anh Chảo Láo Xì là một trong số 61 hộ gia đình ở Phìn Ngan thoát nghèo. Điều này có được nhờ địa phương chủ động giới thiệu việc làm cho các hộ khó khăn. Từ năm ngoái thì tôi bắt đầu đi ra ngoài làm, thì cũng có thu nhập, lương hàng tháng thì cũng ít là 8-9 triệu. Đi làm ngoài thì có nguồn thu nhập ổn định. Cuối năm thì cũng là mới gọi là khá giả lên và thoát nên là thoát nghèo. Cho đi làm tăng thu nhập thêm ở ngoài, đi về các công ty ở các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang đấy. Ngoài đấy ra thì ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt có công ty may thì là ở trên địa bàn xã cũng ta đấy làm tương đối nhiều. Cũng được hỗ trợ nhưng lại là từ nguồn vốn vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư xây chuồng trại nuôi lợn. Chưa đầy một năm, tổng đàn của gia đình chị Hàng Thị Mỉ đã lên đến 25 con, mở ra cơ hội thoát nghèo. Một con miếng này, con kia thôi mà. Đầu tiên là 6 con. Đầu tiên hay là 10 con, nhưng mà chết 2 con, còn 8 con thôi. Chị đã lo thức ăn cho nó trong ngày Tết chưa? Nó ăn ngủ ăn rau thôi, không có cái gì cho ăn thôi. Lấy nhỏ thì ăn 2-3 ngày thì đấy một lần. Sự hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là nỗ lực quyết tâm của từng hộ, đã giúp gần 9.800 hộ gia đình của Lào Cai thoát nghèo trong năm 2022. Đồng thời, tỉnh cũng có thêm kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo thời gian tới. Tạo cái thu nhập ổn định, nâng cao đời sống của người dân gắn với các cái kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, đặc biệt là các cái chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, rồi là về xây dựng nông thôn mới, cũng như là chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Sau 2 năm triển khai, Lào Cai đã đạt 43,5% kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, để 34.600 hộ còn lại thoát nghèo là nhiệm vụ không hề đơn giản. Chủ trương của tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, khơi dậy được quyết tâm thoát nghèo từ mỗi hộ gia đình sẽ là tiền đề để Lào Cai đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững. Lào Cai hiện có 70 dự án thủy điện đang vận hành sản xuất với tổng công suất lắp máy là 1.109 MW. Năm 2022, các nhà máy thủy điện đã đóng góp vào ngân sách nhà nước là 1.100 tỷ đồng. Điều kiện sản xuất thuận lợi, năm 2022, sản lượng điện năng từ các nhà máy thủy điện tại Lào Cai đạt xấp xỉ 5 tỷ kWh. Tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 5.800 đến 6.000 tỷ đồng. Sản lượng các nhà máy thủy điện trên địa bàn đã vượt xa nhu cầu điện năng của tỉnh, góp phần đảm bảo nhu cầu ngày càng tăng và an ninh năng lượng quốc gia.
Với 130 dự án thủy điện đã được duyệt và lập quy hoạch, Lào Cai đang phát huy tác dụng của hệ thống sông suối dày đặc để mang lại nguồn lợi kinh tế khi phát triển thủy điện theo đúng quy hoạch và đảm bảo các yếu tố về môi trường sinh thái. Lĩnh vực bảo vệ tài nguyên nước cũng được tỉnh quan tâm, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân và phát triển sản xuất. Tỉnh chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác sử dụng nước, nhất là xả thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Các địa phương, cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu nguồn để bảo vệ nguồn nước, đồng thời tuyên truyền đến người dân doanh nghiệp sử dụng hợp lý nguồn nước, tránh lãng phí, có kế hoạch tích nước cho mùa khô, không để tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt và trồng trọt. Tài nguyên nước của Lào Cai khá phong phú với 13 sông suối liên quốc gia, liên tỉnh. Ngoài ra có 77 sông suối nội tỉnh và 148 hồ chứa với tổng dung tích hơn 16.935 mét khối, cơ bản đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Theo kế hoạch số 20 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện đề án số 06 ngày 11 tháng 12 năm 2020 của tỉnh ủy Lào Cai năm 2023, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc hoàn thiện mạng lưới trường lớp, phát triển quy mô giáo dục hợp lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, triển khai thực hiện kế hoạch số 336 ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp tục rà soát, sắp xếp trường lớp đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2030, khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập, thực hiện quy hoạch mặt bằng tổng thể các trường học các cấp, tiếp tục quyết liệt thực hiện rà soát, sắp xếp các điểm trường, giảm học sinh điểm trường lẻ, tăng học sinh trường chính với số học sinh trên lớp hợp lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 612 cơ sở giáo dục với 233.646 trẻ em học sinh. Trong đó có 197 trường mầm non, 182 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 19 trung tâm giáo dục thường xuyên, trên 50 trung tâm ngoại ngữ, tin học, 9 trung tâm giáo dục hòa nhập, giáo dục kỹ năng sống. Cùng với múa khèn thì múa xanh tiền của đồng bào Mông đã và đang được gìn giữ phát huy. Thông qua điệu múa truyền thống của dân tộc mình, đội văn nghệ Bản Bông 1-2 xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đã và đang góp phần bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa độc đáo. Với váy áo sặc sỡ, những cây tiền, đồng xu xoay theo điệu múa tạo nên những thanh âm màu sắc hết sức lôi cuốn. Với người Mông, đây là một nhạc cụ không thể thiếu mỗi dịp hội hè. Được biểu diễn trước khi bắt đầu các hoạt động khác, múa xanh tiền được coi như màn khai hội, mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Bản sắc dân tộc Mông rất là đặc sắc, mình thấy rất là hay, rất là thích và mong muốn phát triển cái gậy xanh tiền của bản Bông 1-2 để làm sao giữ gìn bản sắc dân tộc của thôn bản của mình. Múa xanh tiền có nhiều bài, nhưng đều từ 10 nhịp cơ bản mà phát triển ra. Khi múa, người múa cầm gậy xanh tiền, vừa múa vừa di chuyển với các động tác khéo léo, để cây gậy chạm nhẹ vào cơ thể ở các điểm như tay, chân, vai, bàn chân, khiến các đồng xu tạo ra âm thanh độc đáo, làm cho không khí thêm tưng bừng, náo nhiệt. Khi tham gia thì em chỉ nghĩ đơn giản là bản thân mình thích thì mình làm và mình được lưu giữ cái nét đẹp truyền thống của dân tộc mình và được giao lưu, học hỏi bạn bè, giao lưu với lại tất cả mọi người. Mỗi khi có thời gian rảnh, các thành viên trong đội văn nghệ múa gậy xanh tiền bản Bông 1-2 lại cùng nhau tập luyện. Bận rộn vất vả với công việc nhà nông, song các thành viên đều tích cực bởi họ cùng chung niềm đam mê với điệu múa truyền thống. Ngày đầu xuân ấy thì cơ bản ở thôn bản của chúng tôi sẽ tập hợp về trung tâm. Ở trung tâm này là cái nhà văn hóa và sân nhà văn hóa chúng tôi sẽ vui chơi, và những cái ngày từ mùng 1 đến ngày mùng 5 là chúng tôi sẽ tập hợp và có những cái trò chơi dân gian, rồi là những cái điệu múa là chúng tôi sẽ tập trung tại đây để thể hiện cái sự gắn kết đối với lại các dân tộc trong thôn bản của chúng tôi. Gìn giữ những làn điệu dân ca dân vũ truyền thống không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con mà còn thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng các dân tộc.
theo chương trình, những ngày tới không khí lạnh sẽ tăng cường gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ. Phương Tây tăng cường cung cấp xe tăng cho Ukraine. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 26 ngày 27 tháng 1, bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 1, Lào Cai xảy ra một đợt rét đậm, rét hại. Riêng khu vực vùng núi cao, đợt rét đậm, rét hại này khả năng kéo dài sang những ngày đầu tháng 2. Vùng núi có độ cao từ 2.300 m trở lên đề phòng mưa tuyết, băng giá xuất hiện gây hại. Thời tiết rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của mọi người, nhất là người già và trẻ em, nguy cơ gia tăng các bệnh về đường hô hấp. Rét đậm, rét hại cũng làm chậm tiến độ sản xuất nông nghiệp và sự phát triển của cây trồng, vật nuôi. Nông dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Dù mới được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, nhưng sầu riêng Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành loại trái cây có giá trị xuất khẩu vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng luôn là trái cây nhiệt đới đắt đỏ, giá bán phổ biến tại các siêu thị Bắc Kinh là 80 nhân dân tệ một cân, tương đương khoảng 280.000 đồng. Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bao nhiêu hết bấy nhiêu. Các siêu thị luôn đứt hàng vì cung không đủ cầu. Với mã số vùng trồng của sầu riêng Việt Nam được cấp còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu ở thị trường tỷ dân. Sầu riêng Việt Nam thu hoạch gần như quanh năm nên mùa Tết khi không có sầu riêng Thái Lan, sầu riêng Việt Nam độc chiếm thị trường. Khi tiến sâu vào thị trường lớn nhất thế giới, chuyên gia dự đoán ngay trong năm 2023, sầu riêng sẽ là trái cây tỷ đô của Việt Nam. Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, cảnh quan, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cao điểm mùa du lịch Tết năm nay, thành phố Nha Trang thu hút hàng trăm nghìn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Đây là tín hiệu vui, báo hiệu một năm thành công của du lịch Khánh Hòa. Tour biển đảo, một trong những loại hình du lịch hút khách nhất tại Nha Trang, Khánh Hòa trong các dịp lễ Tết. Tại bến tàu du lịch Nha Trang, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết đón hơn 6.600 lượt khách. Đặc biệt, trong cao điểm Tết, bình quân mỗi ngày, hãng hàng không Vietjet Air thực hiện 50 chuyến bay nội địa và quốc tế, đưa hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến với thành phố biển. Trên tuyến đường sắt, mỗi ngày cũng ghi nhận 15 chuyến đến Nha Trang, Khánh Hòa. Tôi đến đây lần đầu, rất thích khí hậu thời tiết, rất đẹp. Tôi muốn trải nghiệm tắm biển và các tour biển đảo. Tôi cũng nghe nói hải sản ở đây rất ngon. Từ 30 đến mùng 4 Tết Nguyên đán, Khánh Hòa đã đón 431.800 lượt, trong đó khách lưu trú đạt gần 152.000 lượt, tăng 231% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 77%, trong đó cao điểm từ ngày mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết, công suất gần 80%. Các khách sạn, khu du lịch cũng tổ chức nhiều chương trình sự kiện đặc sắc thu hút du khách. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương cũng như là Sở Văn hóa Thể thao có những cái chương trình chào đón xuân mới, những chương trình chào đón năm mới với các sự kiện thì nó sẽ tạo được cái hiệu ứng về truyền thông, xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang, Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc quy định phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm hỗ trợ khách du lịch. Chuyển sang tin thời sự thế giới, chỉ ít giờ sau khi chính phủ Đức thông báo quyết định chuyển giao xe tăng cho Ukraine, Mỹ và một số nước phương Tây khác cũng đã có những động thái tương tự. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 25 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố quyết định trong vài tháng tới sẽ cung cấp 31 xe tăng chủ lực mạnh nhất của Mỹ thông qua Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine. Việc này cho phép chính quyền Mỹ mua vũ khí từ ngành công nghiệp nước này, thay vì lấy từ kho vũ khí hiện có. Thụy Điển và Slovakia cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định tương tự với điều kiện có sự phối hợp với phương Tây. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Thụy Điển nói rõ không loại trừ việc cung cấp xe tăng cho Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Slovakia cho hay sẵn sàng gửi ngay lập tức 30 xe tăng tới Ukraine nếu được nhận lại xe tăng của phương Tây để thay thế.
Ngày 25 tháng 1, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo nước này sẽ rút quân khỏi Burkina Faso vào tháng tới. Với động thái này, Pháp sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô hiện diện quân sự tại khu vực Tây Phi, nơi đang đối mặt với sự trỗi dậy ngày càng tăng của các lực lượng Hồi giáo. Sau khi Bộ Ngoại giao Pháp ra thông báo trên, Bộ Nội vụ nước này cũng xác nhận đã được nhận thông báo về việc chấm dứt thỏa thuận năm 2018 liên quan đến sự hiện diện của quân đội Pháp tại Burkina Faso. Bộ Nội vụ Pháp nói rõ Paris sẽ tuân thủ quy định này. Động thái trên diễn ra 2 ngày sau khi Burkina Faso thông báo quy định chấm dứt hiệp định quân sự cho phép quân đội Pháp chiến đấu với lực lượng nổi dậy trên lãnh thổ của mình, với lý do nước này muốn tự phòng vệ. Ngày 25 tháng 1, hãng sản xuất xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk thông báo đạt lợi nhuận kỷ lục 3,7 tỷ đô la Mỹ trong quý 4 năm 2022, bất chấp những lo ngại về cạnh tranh gia tăng và những khó khăn về kinh tế vĩ mô. Tesla cho biết mức lợi nhuận 3,7 tỷ đô la Mỹ nói trên tăng 59% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ doanh thu tăng 47% lên 24,3 tỷ đô la Mỹ. Hãng xe điện hàng đầu thế giới giải thích tổng số lượng xe giao cho khách hàng trong cùng kỳ tăng 31% so với trước đó một năm. Nhưng số liệu tích cực này đã kéo cổ phiếu của Tesla đã tăng thêm 4,6% trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 1. Hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk luôn biết cách tạo ra những bất ngờ cho thị trường. Trong khoảng một tuần trở lại đây, tình trạng lây nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đã giảm tới gần 80% so với giai đoạn căng thẳng trước đó. Nếu như cuối tháng 12, số ca nhiễm mới ở Trung Quốc lên tới đỉnh điểm 7 triệu ca mỗi ngày, thì nay chỉ còn khoảng 15.000 ca. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CDC Trung Quốc, kể từ khi tiếp tục tối ưu hóa các biện pháp chống dịch, tổng số lượng ca xét nghiệm COVID-19 đã giảm dần từ mức hàng trăm triệu lượt mỗi ngày xuống chỉ còn hàng chục nghìn lượt vào ngày 23 tháng 1. Số ca nhiễm bệnh cũng giảm mạnh từ mức đỉnh gần 7 triệu ca xuống mức thấp nhất là 15.000 ca vào ngày 23 tháng 1. Trước đó, Trung Quốc đã ghi nhận cả số ca khám bệnh và ca nhiễm COVID-19 đều lên tới mức đỉnh vào ngày 22 tháng 12 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, với những du khách thích khám phá, việc chinh phục đỉnh Phan Xipang luôn là một lựa chọn vô cùng thú vị. Leo núi để tự mình được ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn, được chiêm ngưỡng các loài hoa khoe sắc, khám phá hệ sinh thái tự nhiên, thảm thực vật vô cùng phong phú ở độ cao trên 2.000 mét. Một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh ấn tượng từ núi rừng Hoàng Liên trong hành trình leo núi chinh phục đỉnh Phan Xipang. Và các bạn, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định nên thời tiết các địa phương trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, trời rét, có nơi rét đậm, vùng cao rét hại đến hai nặng. Đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, trời rét, có nơi rét đậm, vùng cao rét hại. Nhiệt độ tại thành phố Lào Cai là 18 độ C, thị xã Sapa là 6 độ C, huyện Bắc Hà là 11 độ C. Không khí lạnh tràn về làm nền nhiệt tại các khu vực trong tỉnh giảm. Vì vậy, người dân các huyện vùng núi cần tăng cường công tác phòng chống rét cho cây non vật nuôi các loại khi rét đậm, rét hại xảy ra. Đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng, đàn gia súc, gia cầm do lạnh rét gây ra. Sau đây là bản tin dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh, đêm 26 ngày 27 tháng 1 năm 2023. Vùng đồi núi thấp,
nhiều mây, sáng có mưa rào nhẹ rải rác, gió đông cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 5 đến 12 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông cấp 2, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 2 đến 7 độ C, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 5 đến 12 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.